Được một người bạn giới thiệu đến học cái lớp căn bản nâng cao của chỉ đạo tiên tăng. Sau khi học thì tôi dùng cái phương pháp trường gan. Trước khi nói về cái phương pháp trường gan thì tôi xin nói sơ qua về bệnh của bản thân tôi. Tôi thì có rất nhiều cái bệnh mãn tính, trước đó đã điều trị đông y nhưng mà không có hết hẳn. Nếu mà bệnh nhiều và dùng thuốc nhiều thì cái bệnh này nó dơ hết thì cái bệnh khác nó sẽ biến chuyển sang cái bệnh khác. Thì tôi có cái hiện tượng là bị tiểu đường, huyết áp cao, cái cholesterol trong người rất là cao. Thì tôi cứ kết hợp công ty, tôi điều trị mãi luôn á. Thì hôm vừa rồi thì qua cái lớp học, mặc dù thời gian thì ít nhưng mà tôi rất là tin tưởng và tâm đắc. Sau đó thì tôi về, trước khi đi học thì qua cái Facebook thì cô Yến có động viên là bây giờ đau cắt máy cũng phải tìm cách để đi học, để không có cái gì tốt hơn là tự mình chữa bệnh cho mình. Sau đó thì mới đến bệnh viện với nhà thầy thuốc, nhất là cái bệnh lâu dài mà mình không tự chữa cho mình thì đi bệnh viện ngoài thì khó mà đỡ được. Thì tôi cũng tin tưởng và sau đó thì tôi về tôi thực hiện trường gan. Thì một tuần lễ đầu thì cái hiệu nghiệm như thầy Châu khi nãy đã có báo cáo là chúng ta. Trước đó thì tôi là ăn ngủ rất là thấp. Một là ngủ cái giấc ngủ sớm, rồi dậy sớm không ngủ lại được. Rồi tiêu hóa thì nó rối loạn. Và thậm chí là đi xa khoảng 100 km là không tự tin. Tức là cái người nó rối loạn thì các anh chị biết rồi, hay đi tiểu đi tiêu và không có kiềm chế được cái thời gian, tức là nó muốn giải quyết như lúc nào thì đi lúc đó là đang rất là bất tiện. Thì sau đó tôi dùng gan một tuần lễ thì những cái bệnh căn bản đó là ổn định, một và nhất thì đi vào cái ổn định rất tốt. Tức là ví dụ như là 10 giờ hoặc 11 giờ tối khuya mình ngủ cũng chết, đến 5 giờ dậy không có bọc nghỉ mơ màng, không có mắt ngủ nữa, chừng nữa đi. Thứ hai là tiểu đêm là cũng không sao, còn trước kia một đêm như vậy thì ít nào đây nữa thì cũng phải thức hai lần để đi tiểu. Mà các chị biết rồi, những thức dậy đi tiểu thì cũng lại là khó. Cái thứ ba nữa là cái đi xa tiêu tiểu là nó không chủ động thì bây giờ mình chủ động. Hôm vừa rồi tôi trước Tết và sau Tết là tôi đi Tiền Giang, tôi đi Long An, đi rất là thoải mái như người bình thường, không có gì cả. Thậm chí là ngoài đi chúng tôi thì tôi đi xe hôm nay đi về trong ngày là 100-200 cây số không sao cả. Trước kia khi mà đi học thì tôi lên cầu thang là rất là vất vả, chân bị sưng đau nhất. Đi thì rất là khổ sở. Bây giờ thì tôi có thể là đi 4-5 tầng đi bộ, đi lên đi xuống, không biết mệt, không có đau nữa, rất là thoải mái dễ chịu. Thì qua cái điều kiện 3 tháng đó thì báo với anh chị, một đó là mình phải kiên trì. Khi nãy là thầy Châu và lại cô Yến đã hướng dẫn một phần. Cái thứ hai nữa là phải tự tin. Cái thứ ba nữa là phải trì trí. Cái khớp tay của tôi là trước kia là tôi nghĩ là tôi bị tàn phế sớm, thì nó có hiện tượng tê sưng đau liên tục và tôi không đi xe được nữa. Thì bây giờ tôi có thể chạy xe ra là 1.200 cây số được. Hốt đi anh em, trường gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài.
phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá trường gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823, Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.